Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách chuyển hướng giữa các trang ở trong React. Và hiện nay các bạn nhìn vào Google Chrome là chúng ta đang ở trang About. Ví dụ như là mình có một cái nút bấm ở đây và mình click vào thì nó sẽ đẩy chúng ta đến trang Products hoặc là đến trang User chẳng hạn. Và chúng ta cũng sẽ cùng thực hiện như sau. Đầu tiên là các bạn phải nhập cái thư viện đó vào, đó là import và use navigate, và chúng ta phải cho nó vào trong ngoặc nhọn tại vì đây là named import, tức là nhập mà với tên. Sau đó chúng ta from cái thư viện đó là React Router DOM. Và tiếp theo ở phía dưới của cái paragraph này thì mình sẽ tạo ra hai cái nút bấm, và chúng ta thứ nhất là button, và ví dụ như là mình sẽ là go to products là đến các sản phẩm này, và cái button thứ hai là go to users. Và bây giờ mình sẽ làm thử với cái button thứ nhất. Và khi mà người ta click vào thì đây là một cái event. Do vậy là chúng ta sẽ viết là on click bằng, và đây là một cái function mà chúng ta sẽ phải gọi handle go products, tức là giải quyết việc là đi đến cái trang products này. Và lúc này thì ở phía trên này chúng ta sẽ phải khai báo, và chúng ta sẽ có là const handle go products, và đây là một cái arrow function. Tiếp theo trong này, trước hết là tạm thời mình sẽ console log ra để xem là có hoạt động hay không. console.log, và đây mình sẽ viết là redirecting, tức là đang chuyển hướng, và chúng ta cùng xem ở trong Google Chrome. Và go to products, mình sẽ bấm thử. Và đây chúng ta thấy là nó hiện lên cái chữ redirecting. Như vậy là đến bây giờ thì mọi thứ vẫn ổn. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng cái use navigate ở trên. Trước hết chúng ta phải khai báo nó. Let navigate bằng use navigate, và chúng ta sẽ gọi ra cái function đó. Tiếp theo, và phía dưới này chúng ta sẽ dùng nó bằng cách là chúng ta viết là navigate. Sau đó thì chúng ta sẽ truyền vào một cái hướng đi, và ở đây chúng ta sẽ viết là products, tại vì là nó sẽ đi đến cái trang products của chúng ta. Và chúng ta cùng xem ở trong Google Chrome. Ở đây, go to product chẳng hạn, bây giờ chúng ta cùng ấn vào. Và đúng là nó đã đưa cho chúng ta đến cái trang products, và ở dưới nó viết chữ redirecting, chính xác là như vậy. Và tiếp theo, chúng ta quay trở lại Visual Studio Code, và ở đây chúng ta cũng sẽ làm tương tự, là chúng ta sẽ copy phần trên và chúng ta paste xuống cái button ở phía dưới, và lúc này sẽ là handle go user. Và ở đây mình cũng sẽ copy tiếp và mình sẽ viết xuống ở dưới. Và navigate lúc này chúng ta sẽ không là product nữa, mà chúng ta sẽ viết là user. Và mình cố ý là để làm hai cái nút để chúng ta là có thể là nhìn thấy hai lần làm, như vậy các bạn sẽ nhớ tốt hơn. Và đây chúng ta phải viết là handle go user. Và chúng ta cùng mở lại. Bây giờ chúng ta quay trở lại trang About, và chúng ta sẽ đến go user. Chúng ta cùng ấn vào đây, và chính xác, nó đã đưa chúng ta đến cái trang user of the app, là chính xác là như vậy. Như vậy là chúng ta đã biết cách sử dụng use navigate ở trong trường hợp này để đi từ trang này đến trang khác ở trong React nói chung, và sử dụng React Router DOM nói riêng.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.